Thưa toàn thể quý chiến hữu có mặt ở đây, hôm nay cái buổi họp đặc biệt sau khi chào cờ thì chúng ta có phiên họp đặc biệt này để chúng ta thảo luận cái đối sách đối với những cái hai cái dự sự kiện mà chúng ta vừa nói lúc chào cờ đó. Thứ nhất là vụ Ba Ba, thứ hai là vụ Phước Lộc Thọ để lá cờ với cái con số là 19 với 75 đó. Là chúng ta thảo luận cái vấn đề để mà đối sách trong những ngày tháng sắp tới. Rồi để mở đầu cho vấn đề này thì chúng tôi cũng xin nói lại là nhắc lại cái vấn đề mà cái Phước Lộc Thọ treo hai lá cờ. Nếu mà đặt giả sử Phước Lộc Thọ treo hai lá cờ không bình thường thì chúng ta rất quan nghênh, không có chuyện gì hết. Nhưng mà để con số 19 bên lá cờ Mỹ và cái số 75 là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là như vậy là biểu ý nghĩa cái gì? Thứ nhất là tôi nói ý nghĩa là 75 là Mỹ bỏ chạy. Phải nói là Mỹ bỏ chạy và 75 là mất miền Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thua chạy, cũng thua chạy. Và đây là hai vấn đề nó nêu lên cái sự sỉ nhục. Tôi chưa nói về ảnh hưởng tinh thần rất rất lao. Cái ảnh hưởng tinh thần là khác nào khơi lại cái vết thương của 75 mà quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải hứng chịu sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam. Thì đây là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quan trọng hơn cái chuyện Ba Ba, quan trọng hơn cái đám mà thế hệ thứ hai phản bội lại cộng đồng bằng cách tham dự cái Ba Ba, buổi tiệc Ba Ba. Thành ra hôm nay tôi mời cái phiên họp này để chúng ta có cái giải pháp, có cái đối sách thế nào đối với Phước Lộc Thọ trong những ngày tháng sắp tới. Và vấn đề thứ hai cũng là đối với vị đặc biệt là làm cái lễ khánh thành vụ hai lá cờ này là do thị trưởng thành phố Washington và phe nhóm của Trần Thế Văn đứng ra làm chuyện này một cách rất là rình rang. Tôi không dùng tiếng nói là quy mô theo kiểu của Việt Cộng mà rình rang. Mà đồng hương thấy mà tất cả những người phe nhóm của ông Trần Thế Văn bây giờ đi đâu cũng mang cái lá cờ vàng ba sông đỏ để làm gì? Không phải để vinh danh. Vinh danh kiểu gì mà đi giữ tiệc ký cộng sản? Vinh danh cái gì mà bắt tay với David Dương làm bằng khen cấp cho David Dương? Mà chẳng qua là họ lợi dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm che đậy cái việc làm của họ và để qua mắt những người không theo dõi tình hình hiện tại ở Nam Cali này, để mà trong các cuộc bầu cử sắp tới để họ lấy lá phiếu thôi. Đó là việc làm của họ. Nhưng mà từ ngày hôm nay chúng ta giải quyết cái vấn đề thứ nhất vụ Phước Lộc Thọ. Anh em có ý kiến gì xin nêu lên, tương tự nêu lên để mà chúng ta có thái độ trong những ngày tháng sắp tới. Giờ xin mời. Trước tiên ở đây thì phải nói là anh Đức là cấp bậc lớn nhất ở đây, cấp trung tá rồi lớn nhất ở đây. Thành ra xin mời anh Đức. Thứ nhất, theo tôi nhìn trên cái khía cạnh mà như một người bình thường thôi, thì cái Phước Lộc Thọ họ treo cờ là chuyện của họ. Họ có cái quyền của tự do của cái cơ sở thương mại họ. Còn họ treo cờ trước số 19, 75 là cái ý của họ như thế nào là mình diễn dịch ra theo cái nhìn của mình. Nhưng mà đối với những người bàng hoàng khác thì họ không có nghĩ như vậy. Họ chỉ nói là tôi muốn treo hai cái lá cờ tượng trưng tôi là người Việt. Chưa đưa nó lá cờ đó là dán cờ, nhưng mà dán treo lá cờ. Dán cái lá cờ chính kiến. Tôi không có thấy. Giờ anh không thấy là mường tượng được. Tôi nghe nói treo thì trước 1975 thì tôi nghĩ là treo, chứ tôi không nghĩ là nó dán lá cờ. Thì tôi không hiểu nó dán lá cờ nó có tính cách là diễn hiển hay là và chỉ là một cái event nào đó thôi, chứ tôi nghĩ là dán cờ không phải là một cái nghi lễ mà mình tôn vinh một cái biểu tượng của một quốc gia nào đó. Dán có nghĩa là nó chỉ tượng trưng thôi. Không có ai mà đem dán cái lá cờ mà diễn hết á. Có thể người ta
làm một cái nghi lễ rồi người ta dán thôi. Chứ còn muốn cho nó vĩnh viễn là phải treo lá cờ một cách, nghĩa là có trụ cờ, có trụ cờ và nghiêm trang, chứ không phải là như vậy. Cái chuyện làm đó mình gọi là làm theo kiểu mà tập dịch chẳng hạn, nghĩa là gọi là cho có việc làm thôi, chứ không phải không có nghiêm trang, không có serious. Nói theo cái kiểu mình gọi là phải serious thì theo tôi nghĩ thì mình, nếu mà mình muốn mình tiếp xúc với cái người thân chủ của Phước Lộc Thọ để mình hỏi quý vị dán hai lá cờ này nó có tính cách gì cho chúng tôi biết chẳng hạn, thì mình người dân ở địa phương này mình cũng có quyền biết được cái okay. chuyện làm của họ. Đó là một cái trọng điểm tôi để tâm đó. Thì đó thì theo tôi nghĩ là như vậy. Mình không chưa xong rồi. Bây giờ tôi nói vậy nè, khi mà anh muốn chủ tọa một cái gì đó thì ông chủ tọa đoàn ông kêu là anh em phát biểu vào cái trọng tâm để cho anh em chỗ khác những cái điều khác người ta nói nhưng mà ngắn gọn trong cái trọng điểm đó. Bây giờ anh nói cái lá cờ đó, ý kiến của anh cái sau cùng nói cái hội đoàn này, người chủ tọa này có quyền đi lại hỏi cái ông mà chủ của Chùa Phát, Phước Lộc Thọ, xin lên cho tôi biết rồi anh kêu anh dán cái số này vô trong đó là nó có ý nghĩa gì, xin anh cho chúng tôi biết vậy thôi. Cái đó là trọng điểm của anh này, anh ghi nhớ là anh đó chỉ có một cái câu vào trọng điểm như vậy. Cái ý kiến tôi cũng đồng ý và mình rút ngắn gọn lại để cho người lại. Tôi xin được có ý kiến như thế này. Dĩ nhiên là cá nhân tôi với tư cách là một người tị nạn cũng như là một quân nhân, tôi không hài lòng về cái cách đáp lại cái đòi hỏi của cái nhóm bên kia, để rồi cuối cùng cái ông chủ làm cái logo, tôi tạm dùng cái chữ logo đó, thì tôi không đồng ý. Thì bây giờ mình họp đây với tinh thần để mình có cái biện pháp, mình có thái độ trước việc làm của họ phải không ạ? Thì bây giờ tôi đề nghị là mình viết một cái văn thư lấy tính cách, như tôi nghĩ tính cách là liên ủy ban chống cộng sản ở đây sai, gửi họ một cái văn thư cho biết là nó đại khái cái nội dung như thế này, rồi còn văn vẻ làm sao cho nó xuôi. Thì sự góp ý của quý vị là cái nguyện vọng của người Việt tị nạn của chúng tôi ở vùng Lý Đô Sài Gòn này, mà nơi này có sự hiện diện của cơ sở thương mại của quý vị, và tại cơ sở thương mại của quý vị ở nơi lui tới rất đông những người Việt tị nạn của chúng ta, và chính nhờ họ mà đã tạo cho quý vị, tức là của ông Phan Trai, một cái cơ ngơi vĩ đại như ngày hôm nay. Thì nguyện vọng của chúng tôi là muốn có một trụ cờ quốc gia Việt Nam song hành với trụ cờ của Hoa Kỳ ở đằng trước, sân trước của cơ sở của quý vị. Thì cái nguyện vọng của chúng tôi đã từng đạo đạt đến quý vị kể từ năm nào tháng nào đó, nêu rõ những cái diễn tiến bao nhiêu lần, kể rõ ra ngày nào tháng nào, phái đoàn nào đã tiếp xúc với quý vị để nêu cái nguyện vọng đó. Nhưng mà cho tới giờ phút này quý vị cũng chưa đáp lại những cái nguyện vọng một lớn lao đó của đại đa số người Việt tị nạn của chúng tôi. Mà qua cái sự kiện vừa rồi ngày này tháng nọ, dưới cái sự đề nghị của Hội đồng thành phố Westminster, thì quý vị đã đáp lại bằng cách là quý vị thực hiện cái logo đó. Thì chúng tôi không hiểu khi mà quý vị cũng như hội đồng thành phố thể hiện ra cái logo đó mang ý nghĩa gì thì chúng tôi không dám mạn bàn tới. Nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi thấy không hài lòng về cái việc xuất hiện cái logo đó. Thì trở lại cái nguyện vọng của chúng tôi một lần nữa, với tư cách là liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, và đồng thời có sự hiện diện của các hội đoàn trong buổi họp này họp nọ, một lần nữa thỉnh cầu quý vị ban giám đốc chấp thuận cho chúng tôi, cho cộng đồng chúng tôi thực hiện một trụ cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa song hành với trụ cờ quốc gia Hoa Kỳ trong cái phạm vi cơ sở thương mại của quý vị. Điều đó mới đáp ứng được cái nguyện vọng của chúng tôi, bởi vì
cái biểu tượng của cái quốc kỳ quốc gia Việt Nam nói lên điều gì? Nói lên cái niềm khao khát tự do dân chủ của đất nước miền Nam Việt Nam chúng tôi. Mà nếu chúng tôi không lầm, trước đây cũng là nơi trưởng thành, sinh thành của quý vị. Nhưng mà vì Việt Cộng tham tàn đã cướp mất cái miền Nam tự do của chúng tôi. Do đó cái niềm hãnh diện và cái hồn thiêng của chúng nó bây giờ chỉ còn giống lại nơi quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Tôi biết cái đó là quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Do đó chúng tôi thỉnh cầu quý vị ban giám đốc đó, chấp thuận cho chúng tôi thực hiện cái trụ cờ quốc gia Việt Nam và tất cả mọi phí tổn chúng tôi sẽ tự thực hiện lấy đó. Ý tôi muốn nói nêu ra cái nội dung như vậy, chúng ta cũng không nên nói trong đó cái ý của chúng ta là cái biểu tượng 1975 là thế này thế nọ, không nói gì. Đó là cái ý của chúng ta, chứ còn có khi họ nghĩ khác chẳng hạn vậy. Thì chúng ta nói trong đó nói là chúng tôi không đếm xỉa gì với ý nghĩa của quý vị cả. Và nên nhớ là nhấn mạnh là khi mà quý vị cũng như hội đồng thành phố Westminster, tức là ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí đồng ý thực hiện cái logo đó, quý vị có ý nghĩa gì chúng tôi không bàn tới, nhưng riêng chúng tôi không hài lòng với cái biểu tượng đó. Cái nguyện vọng của chúng tôi là có trụ cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tại sân trước của cơ sở thương mại của quý vị. Đó, cái ý của chúng tôi là như vậy. Xin cảm ơn. Rồi, mời vị phát biểu kế tiếp. Tôi xin phát biểu là thứ nhất, qua lời nói của người bạn của tôi đây, thì trước đó lời nói thì rất là có lý, nhưng mà riêng cá nhân tôi nghĩ như vậy. Có một vài lần tôi lên đài 57.3, tôi đã yêu cầu Triệu Phát nên dựng một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Vì cái chuyện đó là chuyện vô lý, tới 40 năm sau không có làm cho chuyện đó. Tôi có trình bày là Triệu Phát cũng là một người tị nạn cộng sản, mặc dầu là họ là ở trong Chợ Lớn, họ là người Tào Lai, nhưng mà qua đây rồi họ cũng là một người tị nạn. Thì chúng ta nên có một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái khu thương mại của họ. Thì tôi có hỏi một vài người, họ nói bây giờ ví dụ là Triệu Phát không bằng lòng. Hầu hết những người mà cùng người buôn bán trong đó là hầu hết là người tị nạn hết. Tất cả người nào qua đây đều phải tị nạn mới qua đây được. Thì bây giờ yêu cầu họ, yêu cầu Triệu Phát, bởi vì họ là những người khi nên của họ đó, người trả tiền cho Triệu Phát, yêu cầu Triệu Phát phải thành một cái, lập một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, một cái cờ, cột cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì có thể mình làm được cái chuyện đó. Vì tôi đã nói với một con người có phần hùng, Triệu Phát, nên nhớ là ở trong đó có ba người hùng trong đó. Triệu Phát một người, tôi không tiện nói tên, hai người nữa hùng trong đó. Tôi có nói chuyện một người đó, mà người đó cũng không có phải là một người như tụi mình, họ cũng hơn ngã bên kia rồi. Giờ nói cho bây giờ tất cả mọi người ở đây, trụ trẻ bây giờ nó cũng không thèm đòi nói tới tên của nó nói tên Mỹ không, và nó nói tiếng Anh không, thì cọc cờ Việt Nam Cộng Hòa có ý nghĩa gì? Tôi hỏi vậy là anh nói sai, anh là người tị nạn cộng sản, anh phải có lá cờ, anh có còn tôn trọng cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thì gọi nó nín xin họ không trả lời tôi gì hết. Thì tôi yêu cầu bây giờ nếu cái trường hợp của trục nói đó mình không làm được chuyện đó, thì mình phải yêu cầu người buôn bán trong đó là những người tị nạn mà họ tôn trọng lá cờ, họ viết một cái đơn khiếu nại, phải làm một cái lá, một cái cây cột cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay ở trong đó, thì tôi nghĩ là có thể làm được nếu họ đồng ý, họ ký giấy yêu cầu. Tôi xin hết. Tôi đề nghị vậy là trong cái thư mình soạn lấy cái danh nghĩa là lên Ủy ban chống cộng sản của ta nhá, mình lấy chữ ký của các thương gia trong đó luôn, mình xin chữ ký của các thương gia luôn. Kể cả mình. Tôi nghĩ là mình nên nói với Triệu Phát trước, rồi sau Triệu Phát không có áp dụng chuyện của mình nói đó, đề nghị đó, thì mình mới yêu cầu. Như anh làm hai cái một lượt thì không đúng, là hai cái một lượt thì nó biết mình sẽ là áp lực nó. Bây giờ mình hỏi nó trước, coi cái ý nghĩa nó như thế nào. Sau đó nếu nó không thực hiện được ý nguyện của mình, thì mình lúc đó mình mới yêu cầu những người buôn bán trong đó, người tị nạn cộng sản. Thưa mấy anh, thực sự ra mấy anh không có theo đúng như cái đề nghị của anh Hậu, là chúng ta tập trung vào cái chủ đề của ông chủ tọa, ông đưa ra để ông hỏi ý kiến. Ông chủ tọa, anh tức là anh Nhơn, anh có hỏi hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chữ 1975. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề cột cờ. Hai cái chúng ta lại cứ nói nó lẫn lộn với nhau, thành ra nó không có hiệu quả. Chúng ta nên tập trung từng cái đề mục một.
thì không biết là ông chủ tọa muốn đề cập cái đề tài của cờ trước hay là cái chữ 1975 trước. Không, hai cái khác nhau đây, hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhắc lại là cái trụ cờ chúng ta không nói ra đây nữa. Chúng ta đề cập giải quyết cái bản mà dán trên kiến. Chỉ đề cập cái bản đó thôi, chúng ta giải quyết là cái bản. Hai cái con số 1975 phải họ viết liền luôn, thì không nói gì, họ viết bên đây 19 màu khác, bên 75 màu khác. Thì nó rõ ràng 19 là viết là Mỹ bỏ chạy, rồi bên 75 là Mỹ thất trận. Rõ ràng chúng ta nói cái đề tài này thôi. Còn cái trụ cờ tương lai chúng ta sẽ tính sau. Rồi, mời Tôi có ý kiến như thế này, chúng ta đi thẳng vào, bắt buộc làm thế nào ổng có xóa bỏ được cái này hay không. Bởi vì cái này một là ghi đỏ, hai là ghi vàng, hay là ghi tất cả là con số 1975. Còn nếu mà sơn cờ vô á là ông có mục đích gì. Tôi đề nghị cử một phái đoàn trực tiếp gặp, nếu ông cho gặp mình gửi thư đó để chi, yêu cầu ông giải thích cái này cái đã. Rồi đồng thời chúng ta phải cố gắng làm một cuộc buổi tình. Hiện bây giờ chúng ta tổ chức cuộc buổi tình, nếu gặp cái này không được ông trốn thì chúng ta biểu tình đứng trước Phước Lộc Thọ đó để biểu tình. Và chúng ta cố gắng 2 người, 10 người cũng cố biểu tình ngày hôm nay, ngày mai, suốt một tháng. Nếu quý vị thấy có tinh thần thì làm như vậy để coi ông có giải quyết. Đây, cái này không phải là cờ Việt Nam mình, chỉ có năm 1975 mới có lá cờ đó và mất đi rồi. Nó thẳng với quý vị như vậy. Cho nên ý nghĩa của cái này của người ta đó là của Cộng sản rất là độc đáo. Không phải đơn giản, đơn thuần mà chúng ta ngó như vậy là không có đâu. Tôi tiếp lời chưa? Rồi, mời quý vị. Thưa quý vị, theo như tôi xác nhận, mà xác nhận trong cái ý của tôi á, ông Triều Phát và cái tập đoàn của Triều Phát kéo lá cờ 1975 đó là ý đồ xúc phạm đến Việt Nam Cộng Hòa. Là vì là 1975 đã mất thì không còn, ý nào là nghĩa là muốn hạ nhục cái chế độ miền Nam Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, nếu tại sao để hai lá cờ, tại sao không để liên trống như vậy, không cần để 1975, hay là không để là 223, hay là như thế nào mà tại sao phải để là 1975? Đó là ý đồ của nó là chúc nhục mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mình không còn lá cờ đó. Có nghĩa là 1975 đã mất nước, tức là mất cờ rồi, đừng có mơ. Ý của bọn là nó là làm như vậy. Thật sự mình phải lên án. Điểm thứ nhất là yêu cầu phải thay đổi, phải gỡ. Mà nếu để là không được để 1975. Thứ hai nữa là còn cái trụ cờ thì mình sẽ tính sao. Quyết định cử một ban đại diện đến đó nói thẳng với Triều Phát để có Triều Phát trả lời như thế nào. Theo tôi là tôi nghĩ là như vậy. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ như thế đó. Qua cái quyền của tôi nghĩa là bây giờ chúng ta phải có một phái đoàn cử đàng hoàng đi tới gọi gặp, và chúng ta đồng thời hiện giờ chúng ta tổ chức một cuộc buổi tình. Nếu như mà không gặp được, nếu không giải quyết được thì chúng ta biểu tình liền. Phải nói thẳng với phái đoàn, phải nói thẳng với ông Triều Phát là chúng ta sẽ biểu tình hoài, bao giờ ông xóa cái này chúng tôi mới hết. Như vậy mình có sự đe dọa và chúng ta đồng thời có tổ chức biểu tình. Nếu phải đoàn về mà không chịu á thì chúng ta có biểu tình liền, làm liền, không có nói nữa. Cái gì nào gọi ý kiến này nữa không? Có nghĩa. Sao nói chuyện thắng, nói thắng. Sao nói đi, rồi nói đứng chuyện nghiệp. Thưa quý vị, tôi là công Lê Văn Sáu. Thôi được rồi, đứng nói cho nó dặn dặn được rồi. Ok, tôi là đại diện không quân, không phải là đại diện của Liên Hội, cũng như anh Quyền. Ok, thì tôi nghe tất cả quý vị có những cái ý kiến, thì tôi không muốn bàn tới cái chuyện này, tôi muốn đi ra ngoài cái vấn đề này một chút. Không, xin lỗi quý anh nha. Ok, là cái ý của cái những cái gì mà tôi nhận xét ngày hôm nay là những cái này. Cái lời phát biểu của anh Phan Kỳ Nhân trước cái tượng đài Trần Hưng Đạo được tôn trọng ngày hôm nay.
rất được tôn trọng người đó. Vì sao? Không có ai làm phiền, không ai quấy phá trận trận. Ok, từ cái khi mà chúng ta chào cờ cho đến bây giờ, có một cái người tự xưng là luật sư ăn nói lố nhố la nhá tới nói chỗ này nói chỗ khác, mà trong khi đang nói chuyện thì cái người đó đi vô quay phim rồi nói tùm lum tà la. Tất cả chúng ta vào khoảng 30 mấy 40 người, không ai ra chặn cái người đó lại. Tôi cái tuần vừa rồi, cái kỳ mà tháng 2 vừa rồi, tôi là cái người chặn. Cho nên bữa nay nó đỡ đi một chút. Tôi yêu cầu ban trị sự của Trần Hưng Đạo khi mà chào cờ thì phải có một người nào đó chặn cái người đó lại. Đừng để cho người ta nói. Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy thôi, mà không ai đứng ra để mà nói cho cái người đó biết rằng là bà luật sư này là sai. Tôi không biết bà khùng hay là không khùng, hay là cái đại khái là giả khùng, tôi không biết. Nhưng mà cái điều đó nó làm cho chúng ta mới thấy nó rất là bất mãn. Người ta đang nói, chạy qua chụp hình rồi la lối tùm lum ở trận trưng. Quý vị nghĩ cái đó có mà được không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái kỳ mà hồi tháng 2 vừa rồi đó, thì trong cái buổi họp mà đông đông đứng ngoài này, thì tất cả mọi người cũng có nhiều cái ý kiến rất là to lớn. Chúng tôi cũng có cái đồng thuận với đó. Nhưng mà nói rằng là khi mà nào mà Cộng sản Trung Cộng mà nó xuống rồi đó, thì Cộng sản Việt Nam nó cũng xuống. Mà Cộng sản Việt Nam nó xuống rồi đó, thì cái thành phố Cộng sản, thành phố Westminster này nó cũng xuống luôn. Cái câu chuyện đó nó có vẻ hơi mơ hồ, mà lớn quá mình không làm được. Mình đâu có làm được cái chuyện đó. Chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện nhỏ thôi. Năm giờ xung rộng đó. Cái chuyện nó chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện mà gần ở đây nhất, chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề là cái người mà chửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Quốc Lâm. Chúng ta phải để ý cái Nguyễn Quốc Lâm đó. Rồi, hắn sẽ chửi nữa. Hắn sẽ chửi nữa khi đến bầu cử, hắn sẽ đưa lấy phiếu nữa. Dòng kỳ này đó, hình như là hắn sẽ ứng cử thị trưởng thành phố Guerrero. Ok, để ý mấy cái chuyện đó. Ok, rồi cái chuyện thứ hai nữa là quý vị đưa ra một cái chuyện mà va ra này kia kia nọ. Thì, và ba. Thì tôi thấy có cái là anh Phan Kỳ Nhân có cái thông báo đó rồi, bên Bùi Phát có rồi, tôi thấy San Jose có rồi. Cái liên hội của chúng tôi cũng đã có một cái nhưng mà không biết đưa ra không. Bởi vì hiện tại bây giờ anh Nguyễn Văn Hùng là chủ tịch liên hội, anh đó là không quân, qua con xin lỗi, anh đó là nhảy dù, anh đó là nhảy dù, đúng không? Cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị cũng như là chiếm cái của thành Quảng Trị năm 1972 là cái công của mũ đỏ và mũ xanh, có nghĩa là nhảy dù và thương quốc chiến. Ok, thì hiện tại bây giờ đó, tôi không biết cái ý của anh chủ tịch liên hội nó như thế nào, nhưng mà đối với tôi chỉ có đại diện không quân miền Trung, tôi support cho cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị để có một cái tượng đài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chúng ta có một cái plan gì thì cái plan đó nó phải thực tế một chút, đừng có xa vời của mình dối không được. Ok, chẳng hạn là bây giờ cứ nói rằng chúng ta impeach cái thằng Nam Quang, ai cũng biết nó là cộng sản, không ai cũng biết nó trọn trơn rồi. Bây giờ cái thực tế là như này, muốn impeach thì không phải tới cái ngày tháng 6 là mình phải tới đó mình impeach nó ngày kia cái nào, không có cái plan đàng hoàng. Anh Phát đã đưa ra cái vấn đề đó, thì tôi đề nghị là như này, chúng ta viết một cái tờ rơi kể lễ nói rằng ông này là như thế này đây, Nam Quang là như thế này đây, cho những người thầm lặng nó biết rằng đây Nam Quang là những người đây, ông già của Nam Quang là như thế nào, Nam Quang làm những cái gì. Ok, đó là những cái. Rồi mỗi thứ tư muốn đi biểu tình tới chỗ cái thành phố Westminster đó, ok, biểu tình phản đối, đó là cái thực tế nhất mà phê nhất cho những người mà có cái không hiểu biết thì họ sẽ biết. Tại vì cái thành phố Westminster khi mà họ có cái meeting đó thì họ sẽ mà cái meeting đó họ sẽ mà phổ biến ra mọi người. Thì những cái đó là cần phải làm. Ok, xin lỗi, tôi xin lỗi anh Phan Kỳ Dân, tôi đã nói cho tôi xin lỗi, tôi nói ngoài đề mà anh đồng ý mà, đúng không? Thì để cho tôi nói hết chứ, đúng giờ mà nhân. Thì chứ tôi nói cho hết cho đã. Ok, đợi tôi tắt cho rồi. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó tôi đã xin lỗi rồi mà anh stop thì tôi không nói. Còn nói mà không stop để cho tôi nói hết. Đồng ý chưa?
rồi hết rồi đó. Ok rồi là luật sư Nghĩa đây đây là bỏ lại tôi cho anh tôi quan điểm là cái vấn đề mình đề tài chỉ nói cái vấn đề ngày hôm nay là họp mục đích là nói cái 1975 thì nói đề tài đó, còn cái đề tài của anh Sám nó rất là đúng rồi phải không, nhưng mà để khi họp khác mình vấn đề khác mà nó để lập luận cái vấn đề này bằng qua vấn đề kia, cái chuyện đó nó không giải quyết. Và tôi thấy cái 1975 là một cái mấy họ làm họ tưởng đâu đó là vinh danh để mà chạy tội cái vụ mà di chuyển mình có thành thực vậy, nhưng mà đây là một cái mà họ không biết về nguyên tắc, cái đó là sự đau khổ của dân tộc Việt Nam, năm 1975 là một cái đau khổ và họ đánh dấu đây là cái Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 là chấm dứt rồi, đừng có bòn cái chuyện nữa mà các anh đang hướng về tới. Thành ra cái vấn đề đó mình vẫn nghĩ, và nếu như lập phái đoàn thì quý vị đề nghị thành lập phái đoàn rồi cùng họp nghiên cứu để mà có những cái lời lẽ chính xác hơn, chứ mình không thể nó hấp tấp mà lập phái đoàn là tới nói mỗi người mỗi ý không có ai. Nhưng mà cái này mình phải làm nghĩ kỹ, họp căn bản, mà tôi đề nghị nên tuyển chọn người vật cảm đấy. Và nếu như vấn đề đây vì cái chuyện này là đây là một sự xúc phạm rõ ràng chứ không phải nói lời ấy, còn những cái việc khác là quan trọng, có trụ cờ không trụ cờ mình chưa có, vì bây giờ chúng ta có trụ cờ trước Đền Thánh rồi, thành ra chúng ta bây giờ cái căn bản của chúng ta là phải giải quyết cái vấn đề này, và để cho người thấy rằng cái nhóm mà thân trạm, nhóm mà theo cộng sản hắn thấy rằng cái việc hắn không phải là chơi con cái con người ta cộng đồng ngu. Tôi nói là khi dựng cái bản nó ra nghĩ là tất cả cộng đồng đều ngu, thành ra không biết hắn nghĩ là chỉ đưa cái nó lên là người ta mình vui vẻ vỗ tay cái nào thỏa mãn rồi cái sao, đó là cái chuyện không biết nữa. Thì chúng tôi có ý kiến, tôi xin hỏi Phan Kỳ Nhơn là cái logo 1975 đó là ai thực hiện vậy? Là tại vì sở dĩ nghe nói câu đó đó là bởi nghĩa nó có cái vấn đề là liên quan đến lại thị trường với máy trí, mà thường thường mà in mấy cái đó là cũng có thể từ đó, nhưng mình phải biết ra là ai là người thực hiện cái đó, đó là bên ông Triệu Phát hay là đó bên là hay là bên của hội đồng thành phố đáp ứng lời kiểu như là đặt vấn đề của Ngô Kỵ rồi cuối cùng tìm ra giải pháp như vậy. Chú có biết cái chuyện chi tiết đó không? Thì tôi xin trả lời, nếu anh Nhân nghĩ rất là muốn để trả lời, anh Nhân đã nắm được vấn đề để nhận. Vì mình xin thật ra mình không cần biết ai thực hiện cái đó, nhưng mà mình biết cái nơi nó liên quan vì chính Nguyễn Minh Trí đứng ra làm cái lễ mà khai mạc lên trung tâm. Tôi xin bổ túc anh Nhân là như vậy, trả lời dứt khoát là chúng ta chỉ biết qua những cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Mạnh Trí. Ông Triệu Phát không hề tuyên bố gì hết, và cái ngày hôm đó khánh thành ông Triệu Phát không hề có mặt. Thế thì ông Nguyễn Mạnh Trí đã nói trên YouTube như thế nào? Biết là Nguyễn Mạnh Trí, đây là sự thực, quý vị có thể lên coi để mà kiểm chứng lại. Ông Nguyễn Mạnh Trí nói rằng sau khi ông Ngô Kỷ viết cái và ông Năng Quang yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Trí yêu cầu ông Triệu Phát thực hiện cái cột cờ, thì ông Nguyễn Mạnh Trí cho biết rằng cái việc này đó Ngô Kỷ chỉ mới nói đây thôi, tôi đã làm việc với lại bên Phước Lộc Thọ là từ cả 3-4 tháng nay rồi, và tôi đã có cái vẽ cái thiết kế cái biểu tượng 1975 và tôi đã đưa cho ông Triệu Phát và ông Triệu Phát và ông Triệu Phát đồng ý thực hiện. Thì nếu mà ông Nguyễn Mạnh Trí đã xác định rõ ràng như vậy trên YouTube, đó là nguyên văn không phải từng chữ một, nhưng mà cái ý đó là đúng 100% ý của ông Nguyễn Mạnh Trí đã nói, thì cái người thực hiện cái này là ông Nguyễn Mạnh Trí, ông xác nhận như vậy. Thì nếu mà muốn tìm hiểu ai là người thực hiện thì ông Nguyễn Mạnh Trí. Thứ hai đó là cái ngày mà khánh thành đó thì ông Nguyễn Mạnh Trí là cái người đứng ra chủ động tất cả mọi chuyện từ cái giây phút bắt đầu cho đến cái lúc mà tàn bữa kết thúc. Ông Triệu Phát không hề có mặt và các thành viên của Phước Lộc họ cũng không có mặt. Thành ra mình qua sự việc đó thì mình nhận định là ông Nguyễn Mạnh Trí ông tự xác nhận ông là cái người vận động ông Triệu Phát làm này, và ông Triệu Phát đồng ý và ông cảm ơn ông Triệu Phát cái điều đó. Thứ hai là ông là cái người đứng ra thực hiện cái việc này, ít nhất là thực hiện cái việc khánh thành, còn cái việc ai in thì người ta đặt tiền thì cái nhà in họ làm thôi. Thì đó là cái gì tôi hiểu biết thôi. Nói như vậy là thay vì viết cái thơ gửi cho Triệu Phát, chúng ta không gửi cho Triệu Phát mà viết cái thơ gửi thẳng cho Washington,
thành phố Washington. Đúng rồi, đúng rồi. Và nếu thành phố Washington không giải quyết thì mình tổ chức biểu tình thôi. Đúng rồi. Để Nghĩa còn nói, Nghĩa còn muốn nói gì nữa. Tại vì Nghĩa còn nói thế. Thầy nói thế là cháu chưa biết dữ kiện, cảm ơn anh Phát cho biết cái dữ kiện đó. Thầy nói vấn đề của mình khi mà mình đặt vấn đề này đó, thì cháu nghĩ là thiết anh Nguyễn Mạnh Chí đã sinh hoạt trong cộng đồng quá lâu rồi. Anh phải biết rằng một trong những cái hiểu biết về lá cờ đó, không thể in cái gì mà nằm trên lá cờ được hết. Theo cháu hiểu biết, ngay cả nhiều khi mình tổ chức ngày 30 tháng 4 là bao giờ lá cờ cũng nằm riêng, không có chữ nào trên đó cả. Thì không có lý do gì mà design cái loại như vậy được. Thành ra đó, cái người trách nhiệm trong đây đó là ông Nguyễn Mạnh Chí, như lời anh Phát nói và Nghĩa tin ngay, bởi anh Phát anh nói chuyện là không có nói tầm bậy tầm bạ được, mà nhất là trên YouTube này kia nữa. Thì khi mà anh chịu, khi mà anh Mạnh Chí đưa ra những vấn đề như vậy đó, thì nó là có cái vấn đề liên đới, là bởi vì cho dù anh đưa ý kiến đó nhưng mà cái người đồng ý để mà dán lên đó là ông Triệu Pháp. Thành ra mình đặt vấn đề cho cả hai người luôn. Và vấn đề này đó, khi mình đặt ra đó, biểu tình chỉ là một trong những phương tiện thôi. Đó. Và cái vấn đề quan trọng là đúng như anh Phát đang đưa đó, phải đưa cái hình đó mình mới thấy là thấy rõ ràng là một cái logo tầm bậy tầm bạ. Cái logo này xin lỗi chỉ có mấy tụi hippie Mỹ nó làm chứ không, đúng không ạ? À? Thành ra vấn đề này của mình á là mình phải làm, mình phải đặt vấn đề thứ nhất đó, cho biết rằng là liên hội cũng như tất cả các tổ chức quân đội và hội đoàn ấy là không đồng ý với cái logo đó, và cái đó là một điều xúc phạm đến cái lá cờ của Hoa Kỳ lẫn của Việt Nam. Đấy. Đồng thời đó là mình cần có một buổi nói chuyện đối với lại bên ông Triệu Phát và cả anh Nguyễn Mạnh Chí giải thích cái chuyện đó. Mình cho họ cơ hội giải thích, càng giải thích ra là càng chết. Đấy. Và sau khi họ nói chuyện đó, mình sẽ, trong buổi họp đó mình sẽ, đúng như là chú nói chuyện đó, mình phải có một phái đoàn đi nói chuyện đó. Và Nghĩa sẵn sàng góp ý, góp mặt trong phái đoàn nếu quý vị cần thiết, bởi vì Nghĩa là luật sư. Thành ra khi mình làm việc gì mình phải cẩn trọng tất cả những cái vấn đề dữ kiện và cái luật. Thì vấn đề của mình hiểu rằng là cái chỗ Thứ Ngọc Thọ là của đất tư của ông Triệu Phát. Ông Triệu Phát không đồng ý hay đồng ý là ông sẽ có trách nhiệm lớn ạ. Nhưng mà để áp lực ông Triệu Phát thì Nghĩa lại hoàn toàn đồng ý với anh Chuẩn. Tức là mình phải trở lại cái câu chuyện của Trần Trường năm 1999 vậy. Áp lực đối với chủ phố là những người thuê. Mà áp lực những người thuê là đồng hương của mình. Chẳng hạn như mình nói ở cái vấn đề đó như vậy là xúc phạm này kia, mà mình là đến đây vì căn cước tị nạn. Không có căn cước tị nạn thì không có cái vấn đề HO hay là đoàn tụ gia đình sau này. Thành ra quý vị là như vậy, quý vị có lên tiếng nói, mà nếu quý vị không lên tiếng nói là quý vị đồng ý với lại cái biểu tượng đó. Vậy thì bây giờ đó, cái người cuối cùng mà tẩy chay quý vị là đồng hương, đừng có mua bán gì trong Phước Lộc Thọ nữa. Đừng mua bán gì bên Asian Village luôn, thí dụ vậy đó. Mình tạo những áp lực như vậy, xong rồi cái vấn đề biểu tình của chú Hũ rất là tốt. Mình đưa ra những cái, khi mình đi dọc hai cái đường đó là mình đưa những cái poster, mình nói thế này thế kia, lý do tại sao mình có cuộc biểu tình. Thành ra vấn đề quan trọng là trong cái buổi họp đó mình phải đạt được kết quả là trước mắt là phải bỏ hai cái đó xuống. Mà thật sự ra dán không có ý nghĩa gì tôn trọng cả. Còn cái chuyện mà lập cột cờ thì là cái sự vận động sau của mình. Bởi vì trong đất tư ông Triệu Phát mà, thì ông có những lý do gì ông không muốn thì cũng mình không phải vận động. Xin nhớ. Là năm ba cuộc thôi. Thưa quý vị như này, thì theo về kỹ, thưa quý vị như này, nói như luật sư Nghiệp rất đồng, và tôi cũng nghĩ tất cả mọi người cũng giống như tôi thôi. Chúng ta cứ làm một phái đoàn lên là nói chuyện về họ, mà họ phải giải đáp cái ý nghĩa cái tài này như thế nào cho rõ ràng. Họ không giải quyết rõ ràng thì mình về biểu tình. Mà tôi cũng yêu cầu rằng biểu tình trước hết là các đồng hương buôn bán trong đó là điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai nữa là đại lý đô Sài Gòn một lần chiếu lên là chiếu cùng là lá cờ 75 với cái đó đưa trên TV. Thành thử ra phải yêu cầu biểu tình đại lý đô Sài Gòn luôn, không phải là nơi Westminster mà không phải là Phường Long Thọ, và nguyên cả đài TV lý đô Sài Gòn luôn. Cho nên đại lý đô Sài Gòn là kết hợp với cái Phường Long Thọ làm những cái điều gì trong đó mình cũng đã biết rồi. Cho nên yêu cầu quý vị khi đã biểu tình là biểu tình hết cả ba thân phận cho họ biết, cho đừng có giả lơ được, quý vị làm giả lơ được đưa gạt tay quá rồi hắn coi một cái thương mình. Cho nên yêu cầu quý vị phải
nhìn chụp rõ, tôi chỉ ở thôi. Trước tiên tôi đồng ý, phải nói đồng ý hoàn toàn với những cái lời phát biểu của anh Nghĩa, Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì quý vị nhìn vào cái biểu tượng này, có thể nhiều khi chúng ta nghe nói mà chúng ta chưa có nhìn kỹ. Nó không phải đơn giản chữ 1975. Cái này nó treo ở trên cái khung cửa kính ngay trước vào cái lối vào của Phước Lộc Thọ. Nó có cái chữ gì? Since, tức là bắt đầu. 1975, bên dưới chữ nhỏ nhỏ, Little Sài Gòn. Đó, quý vị thấy viết rất sát cái chữ 1975. Khởi đầu, từ 1975 có Little Sài Gòn. Và nó để cái lá cờ Mỹ chữ trong cái chữ 19 và chữ lá cờ vàng ba sọc đỏ chữ 75. Cái điều này nó làm cho tôi liên tưởng đến cái việc mà lúc nãy trong lúc chào cờ tôi có nói sơ qua. Đó là năm 2019. Cũng chính ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và cái ông nghệ viên lúc bây giờ là ông như ông Sergio Contreras đưa ra cái nghị quyết đổi cái tháng tư đen thành ra tháng tư của người Mỹ gốc Việt. Và lúc đó cộng đồng và các tổ chức quân đội vô cùng bất mãn, phản đối kịch liệt. Thì sau đó 2 tuần họ xin lỗi và họ lập tức lấy lại cái nghị quyết đó. Thì có thể là ông Charlie Mạnh Chí có cái ý tốt muốn nhắc nhở đến là người Việt Nam từ năm 75 giờ làm ăn phát đạt và chúng ta nhờ mất nước năm 75 chúng ta mới có được ngày hôm nay con cháu cả vài triệu người ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó tuy là về dữ kiện nó có cái phần nào chính xác, nhưng mà về cái nghĩa tinh thần thì hoàn toàn là một cái điều bôi nhọ lên. Chúng ta muốn làm ăn, muốn thành công và muốn đông người khắp nơi tới, nhưng mà không phải qua cái giá quá đắt là cái giá mất đi miền Nam Việt Nam. Thành ra chúng ta phải đặt cái vấn đề này với ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là cho là ông có dụng ý tốt nhưng mà cái việc ông làm hoàn toàn sai và nó làm tổn thương rất nhiều người. Thì chúng tôi yêu cầu ông giải thích. Thì nếu mà ông thấy như là cái việc mà hồi đó ông ra cái nghị quyết đổi tháng tư đen thành tháng tư của người Việt, người Mỹ gốc Việt đó, thì ông phải lập tức ông xin lỗi và ông bỏ ngay cái này và yêu cầu ông Triệu Phát bỏ ngay cái này và tìm cách làm cái cách khác để vinh danh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không thể qua cái việc như thế này được. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đó anh Nghĩa nói đúng, là chúng ta phải nói chuyện với lại ông Triệu Phát. Chúng ta cũng nên nhờ người tiếp xúc với lại ông Charlie Mạnh Chí để hỏi coi là ý của ông như thế nào. Tôi nhớ cái hồi năm 2019 đó là anh Nam Hà, anh Trần Xuân Tin và một vài các anh nào đó có gặp riêng ông thị trưởng Chí Tạ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và lúc họ đặt cái vấn đề đó thì sau khi họ thấy những cái điều nói họ đã làm sai và xúc phạm thì họ đã thay đổi. Thì bây giờ chúng ta cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và ông Triệu Phát cái cơ hội để mà lắng nghe cái tiếng nói của chúng ta và xem họ quyết định như thế nào. Nếu mà họ thay đổi thì không còn cái điều gì tốt đẹp hơn, mà nếu họ không thay đổi thì lúc đó chúng ta phải đi đến cái biện pháp là chúng ta áp lực. Đây là cái xứ Hoa Kỳ, đất của họ, họ có quyền làm, nhưng mà cái quyền phản đối vẫn là cái quyền của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy nó không đúng thì chúng ta có quyền phản đối và cái quyền lên đấy, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm như vậy. Hết là hơi đẹp. Trong cái buổi họp mà mình nói chuyện với ông Triệu Phát, mình yêu cầu phải có người Mạnh Chí trong đó luôn, ba mặt một lời. Yeah. Trình bày là tại sao nó có đến cái logo đó. Và mình hỏi thẳng luôn ai, tại vì khi ra là phải hỏi ai là người thực hiện cái đó. Anh liên lạc ông Triệu Phát từ hồi nào mấy tháng nay, dựa trên cái YouTube mình sẽ phải thâu cái đó phát lên và nói ra anh liên lạc thế nào, tại sao anh đưa ra cái này, anh có hội ý với người nào hiếp kinh làm chuyện đó hay không. Và điều đó chúng tôi không chấp nhận được. Và cái điều mà Nghĩa thích anh Phát mới vừa rồi đó, và bây giờ theo chúng tôi hoàn toàn không đồng ý chuyện đó. Bây giờ nếu quý vị muốn vinh danh là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, quý vị muốn vinh danh những sự hy sinh của những người Mỹ đã chiến đấu tại, chúng tôi muốn có hai cột cờ ngay tại Phước Lộc Thọ. Cho nên chú Nhân nghe cái vụ này là một cái kỷ niệm chia sẻ để đã biết. Bên chú Phước Lộc Thọ không bao giờ họ muốn có cờ vàng bên đó. Bên bãi cỏ thì ok. Chú nhớ vụ bão Sandy không? Mình tổ chức khai mạc ở đó. Cháu cho treo cờ, mà cháu treo cờ nhỏ thôi, để treo cờ to nó biết liền, không? Cháu treo cờ nhỏ nhỏ và cờ vàng của mình với cờ Mỹ. Trong khi đó phái đoàn cũng giám mục Vân với mọi người đi khắp nơi về. Cháu vừa treo lên khoảng chừng 15 phút sau, bà Kathy Buco gọi cháu liền.
hey Neil, what happened? What's going on? Why you have this flag? Tôi tao làm khai mạc thì tao lỡ để chút xíu tao gỡ xuống liền. Chút xíu của cháu là 2 tiếng đồng hồ. lần sau bà nói Neil, lần tới mày làm cái gì là tất cả mấy cái display hay cái gì đó mày phải cho tao biết hết, mày làm sao. Tao bị kẹt với tụi management. Thành ra khi mà đặt vấn đề khác như anh Phát đề nghị ấy, mà nếu đặt cái vấn đề là tôi muốn có 2 cái cột cờ ngay đó, là đương nhiên họ có quyền đặt hay không đặt. Nhưng mà đặt 2 cái đó là cái anh nói trả lời đi. Nếu anh nghĩ rằng là tại vì thế này nè, khi ông chịu phát, ông có thể nghĩ rằng đồng hương mình không tẩy chay thì cái chuyện đó mình tính sau. Nhưng mà vấn đề là ông chịu phát rất cần hội đồng thành phố, đúng không anh Phát? Tại vì bất cứ cơ sở thương mại nào mà lớn như vậy đó, sẽ có nhiều những chuyện này chuyện kia liên quan đến hội đồng thành phố, thì họ phải có cái sự liên hệ tốt đẹp. Trong đó phải chú Nhân hiểu rồi, thành ra họ phải đến nói chuyện và họ chỉ cần làm sao vận động được 3 người trong hội đồng thành phố để mà chấp nhận cái gì đó. Cho nên lúc nào ông Emo Toyota cũng cần hội đồng thành phố, ông Triệu Phát cũng cần hội đồng thành phố. Cho nên đó, là mình áp lực cái chuyện đó thì họ làm được là mình thắng luôn, họ không làm được họ cũng kẹt. Tại vì lúc đó họ không làm được thì cái lúc đó cái chữ mà làng ranh quốc cộng của chú nó sẽ đặt vấn đề với mọi người là, và thay vì giờ tôi vô tiệm vàng ở trong chỗ Phước Lộc Thọ cũng Ngọc Quan, tôi qua bên chỗ Ngọc Quan ở bên kia tôi mua là kẹt mấy thằng này rồi, nó xuống rồi cái tự nhiên không có đủ tiền đóng tiền chủ phố thì nó dẹp tiệm thì là kẹt cho ông Triệu Phát, phải nghĩ từ sao vậy. Còn cái chuyện mà trở lại mấy chú Quyền nói về mà Lila Sài Gòn TV đó, cho cháu một chút xíu rồi gắn tắt điểm 30 giây 5 giây thôi. Khi mà những đài truyền hình hay là truyền thông nói chung mà phát cái gì lên á, mình phải coi họ nói cái gì trong đó. Nếu họ chiếu cái logo này và họ nói theo cái cách của mình á thì ok. Tại vì bên Mỹ này cái vấn đề mà truyền thông hay là cái quyền tự do ngôn luận nó quan trọng lắm, mình cần họ hỗ trợ mình thì họ phát, mà họ phát đúng, họ lý luận này kia theo ý của mình á thì nó khác, mà họ đưa lên mà không nói gì hết là không được. Giáo xin hết. Để tiếp nối cái lời nói của anh Quyền cũng như là của anh luật sư Nghĩa thì nói cái vấn đề mà ông đài với đô Sài Gòn nó vô công, thì tất cả những cái lần mà chúng ta ngày 30 tháng 4 đó là cái 12 giờ chúng ta cái liên hội tổ chức chào cờ ở tại đền Đức Thánh Trần, thì lúc đó cái đại lý đô Sài Gòn đều phát đi hết tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhưng mà 2 năm vừa rồi, cái năm mà 2019 thì Nguyễn Hữu Công review không có cái bài phát biểu. Mà từ đó lý do tại sao là cô Ngọc ông phải bỏ cái lý đồ Sài Gòn, từ vì ông này ông all the way to the left, không, ông không có phát biểu, không có ý kiến về cái lá cờ này kia kia nọ. Thì quý vị, xin quý vị lưu ý, Nguyễn Hữu Công bây giờ, tôi không nói ông là cộng sản không cộng sản, nhưng mà ông không support cái ngày 30 tháng 4. Chỉ các bạn chấm dứt. Tóm lại bây giờ vấn đề mình biểu quyết để giải quyết vấn đề thứ nhất đi. Do đó mình trước tiên mình làm cái thơ gửi cho cả Triệu Phát và cả thành phố Westminster, yêu cầu họ giải thích. Bước thứ hai, mình chắc chắn là tùy theo cái sự giải thích của họ để rồi mình mới có phản ứng như thế nào. Quý vị có đồng ý như vậy không? Chứ giờ sao mình không có chưa cần thiết một phái đoàn để gặp ông Triệu Phát trước khi mình gửi cái thơ. Sao tôi đề nghị nếu cái làm thơ, anh chỉ làm một cái gửi thẳng cho thành phố nha hả? Mà cho thông báo cho ông Triệu Phát thôi, chứ không có gửi cùng lúc qua nơi. Vì lý do mình chỉ đấu tranh là mình nhắm một mục tiêu thôi, chứ không có nhắm một cái điểm rõ ràng. Vì cái chuyện này của mình chí thì mình nhắm thẳng vùng của mình chí, rồi thông báo cho ông Triệu Phát không biết vì ông Triệu Phát họp cái vấn đề đó thôi, chứ cũng không phải nên gửi ở đây. Thành ra họ nghĩ là mình ấy rồi bên đây bắn qua bên kia không giải quyết vấn đề, bác một anh gửi thôi. Rồi cái vấn đề bắn sao chuyển qua rồi, nghĩa là nói chung là sao đó, nghĩa là chuyển ý vậy thôi, chứ không phải là gửi một anh thôi. Mình đánh một mục tiêu thôi, chứ đừng nhắm hơn mục tiêu rồi họ bắn cái qua bắn cái lại phiền hà. Trên nguyên tắc là ông Triệu Phát có lỗi nhiều hơn, vì ông là chủ, ông cho quyền đăng, cho đúng quyền vậy. Treo cái đó lên, chú phải gửi cả hai nơi, không có khai cấm. Ông gửi cả hai nơi chứ, nhưng mà gửi nhắn một người là gửi ông Triệu Phát là cái người chủ chốt, thì gửi thẳng ông Triệu Phát đi, chỉ là cái người đề nghị,
mà ai đời khởi xướng công chuyện đó. Cái người giống như ông tổng thống đó, cái người bộ trưởng ta làm hết, nhưng mà ông tổng thống là người chịu trách nhiệm, tại vì ông là người quyết định cái đó. Đất của Triệu Phát, thành ra ông Triệu Phát mà muốn bỏ là ông Triệu Phát bỏ. Đúng. Ông Charlie muốn bỏ mà ông Triệu Phát không có bỏ, cũng không có quyền gì. Đấy, thì gửi thắng Triệu Phát, thì Phát. Ông Triệu Phát mới là người chính. Gửi Triệu Phát chính, rồi thông báo cho ông Thành ra, tôi đề nghị là chúng ta gửi làm cái thơ gửi cho cả Triệu Phát và cả thành phố Phát Trinh. Đúng. Yêu cầu nó giải thích, mình chỉ yêu cầu nó giải thích thôi. Nhưng mà cái thơ đó là mình phải khéo léo, chứ không phải mình gửi cái thơ để mình hết tội. Đúng rồi. Đó. Cái thơ trước tiên là mình cảm ơn họ đã nghĩ tới Việt Nam Cộng Hòa và những người Việt tị nạn và quý vị muốn tôn vinh có những hình ảnh. Nhưng mà cái nhìn của chúng tôi, những hình ảnh đó nó không có phù hợp hay là không có nói lên được cái sự tôn trọng của mình đối với một cái đó. Thì mình phải giải thích cảm ơn những việc làm của quý vị, nhưng mà cái hình ảnh đó nó không thể hiện được cái sự tôn nghiêm của nó. Đó, và yêu cầu quý vị nếu được hãy lấy đi những cái hình ảnh đó, gửi xuống, lấy đi hình ảnh đó để thực hiện một hình ảnh khác nó có tính cách nghiêm trọng, trang trọng hơn, đại khái vậy đó. Thì mình đầu tiên mình chỉ viết cái thơ mình yêu cầu vậy, rồi để xem có phản ứng họ như thế nào. Tại vì nói như luật sư Nghĩa đó, ở nước Mỹ này nó là cái nước tự do, cái cơ sở của người ta là của người ta, quyền quyết định của họ đó. Ngay cả thành phố họ muốn cũng không được nữa, nhưng mà sở dĩ họ nghe thành phố là tại vì họ cần cái sự hỗ trợ của thành phố trong cái business của họ, thế thôi đó. Kính thưa quý vị, tôi có cái đề nghị như thế này, là khi mà mình viết thư á, là phải mời tất cả các hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ký tên gói thì nó mới có tác dụng là hữu ích. Tôi xin hết lời. Tôi có ý kiến như thế này, quý vị có nghĩ được một cái thư một tháng sau người ta sẽ trả lời có được không? Không ạ, trong đó mình sẽ đề là trong vòng 5 ngày cũng được. Thì phải làm sao nó trả lời, chứ nếu như để cái thư họ cứ vô miết tháng sau họ trả lời thì cái hình tượng nó vẫn mãi mãi. Cho nên tôi muốn là một phái đoàn đi trực tiếp và giải quyết trực tiếp. Còn cái thư để tôi nghiên cứu, tôi sẽ trả lời rành mạch cho quý vị. Đó, nó có cái lý do để nó kéo dài, nó khổ trên cái lá thư. Vậy thì quý vị cũng không làm gì hết. Anh Hữu nói cũng đúng thôi, nhưng mà anh Hữu à, cái gì nó cũng phải bắt đầu từ văn bản. Anh muốn đi gặp người ta không nên gọi phone, cứ gửi một cái bức thư viết vắn tắt, viết lịch sự như là anh Ước đã nói, mình viết lịch sự đàng hoàng. Mình cho người ta cái cơ hội để người ta trình bày, người ta có đồng ý theo mình hay không. Khi người ta không đồng ý với mình thì lúc đó mình mới có cái biện pháp mạnh hơn. Dĩ nhiên là khi mà mình gửi cái bức thư đó, mình cho người ta mấy ngày để người ta trả lời như anh Nghĩa đã nói. Và thứ hai nữa là mình yêu cầu người ta tiếp xúc với mình, người ta nhận bức thư đó, người ta rõ rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu gọi phone. Thì cái việc đó bây giờ ai cũng biết hết rồi, nó tuần tự nó phải như vậy. Vấn đề là mình đã đồng ý là phải đặt vấn đề, thì mình đặt vấn đề rồi tùy theo tình hình mà mình đặt mình cố định. Thời điểm luôn trong cái bức thư đó. Thời điểm trả lời. Chỉ nói là xin quý vị trả lời trong thời gian ngắn nhất. Vậy thôi. Ý kiến chót thế này chú Nhân. Tôi cho ý kiến chót thôi. Chú Nhân phải lập ra một cái tiểu ban lo để mà xét xem lại cái văn thư đó. Thí dụ như chẳng hạn, như cháu nhìn, cháu chỉ lấy thí dụ thôi. Chẳng hạn chú Nhân phải mời anh Phát này, chú Nhân phải mời chú Ước này và thêm hai người nữa là 5 người. Okay. Xong rồi mình mới nhờ, chẳng hạn như ai viết thư cũng được, có thể nhiều khi cái thư đó gửi vô, mình đọc tới đọc lui, mình sửa lại cho nó thật là theo đúng ý của cái tiểu bang của mình. Okay. Sau đó rồi mình gửi cho bên kia, nhưng gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồi báo. Okay. Hoặc là nếu cần là mình cho người đứng thẳng đưa tận tay luôn cơ. Ví dụ vậy đó. Thì là mình cho 5 ngày để kết thúc là với hai quyết định thứ nhất là làm cái thơ gửi cho Triệu Phát và gửi cho thành phố Washington với ông chủ tịch thành phố Washington đối với cái logo đó. Rồi, và một cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào ngày 5 tây vào lúc 4 giờ
tại cái khu Bạc Kinh của thành phố Westminster. Chúng tôi kêu gọi cho 5 giờ đến 7 giờ mình sao mình gắn kéo dài 2 tiếng, tại 7 giờ họ mới đầu start. Lý do mà 4 rưỡi đi được không? Tại lý do mà em muốn sớm trước 5 giờ đó là nhân viên thành phố nó còn làm việc đầy trong đó, nó thấy. Cho tập trung tại đó lúc 4 giờ. Tập trung 4 giờ. Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương chúng ta biểu tình phản đối thành phố Westminster với các nghị viên của thành phố đi dự cái buổi tiệc do David Dương tổ chức ở San Jose ngày 25 tây tháng 2 vừa rồi. Yeah. Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương cố gắng tới thu xếp dự cuộc biểu tình để phản đối việc này. Vì cái tổ chức VAVA là một tổ chức mà nó là làm ăn với Việt Cộng là một. Cái thứ hai là khi tổ chức được sự hỗ trợ của Air Việt Nam và VinFast thì điều này nói lên là các nghị viên này đã bắt tay với Cộng sản qua bàn tay của David Dương. Thành ra chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương thu xếp thời gian để tới dự cuộc biểu tình ngày 5 tây tháng 4 vào lúc 4 giờ tại địa điểm chỗ khu Bạc Kinh của thành phố Westminster, trước tiên gần tượng đài đó. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của toàn thể đồng hương.